Con trai à, đi xa mệt lắm, sao con không có đưa Tiểu Lan về nhà? Con đi chơi với Tiểu Lan mama à? Cha mẹ cô ấy muốn con cùng đến Thiểm Tây để tham quan xưởng dệt nhà họ ở đó. Mama cho con đi nhé. Vậy thì bao giờ con về? Ta thấy ngại vì nhà người ta ra thế như vậy. Còn mình, ta sợ con bị mang tiếng là đỉa theo chân hạc, người ta coi thường. Không đâu mà, cha mẹ của Tiểu Lan rất quý con. Với lại chúng con mới chỉ là bạn bè thân thiết, không có gì đâu. Mama đừng lo. Thôi được rồi con đi đi Nhớ là sắp đến ngày nhập học rồi đó Phương Tam và Hứa Tiểu Lan Đều đậu vào trường đại học công nghệ thành đô Theo chiều ý của mẹ anh Theo học ngành địa chất Còn Tiểu Lan vào học ngành hóa chất Để thuận tiện cho nghề nghiệp tổ truyền của gia đình Mặc dù biết nhà Vương Tam Chỉ có hai mẹ con Nếu nói về môn đăng hộ đối thì không xứng Nhưng mà Tiểu Lan yêu anh Bởi tư chất thông minh dám nghĩ dám làm Thi học khác ngành nhưng mà Vương Tam lại bổ trợ cho Tiểu Lan rất nhiều trong việc học. Và cha mẹ của Tiểu Lan thì hai đứa còn thân thiết thì rất quý Vương Tam. Một hôm khi từ trường trở về trong kỳ nghỉ hè vừa vào đến nhà, Vương Tam đã thấy mẹ của mình ngồi tiếp chuyện một ông lão. Ông này cũng đã già vì dâu tóc bạc phơ, người trông rất lạ lẫm và chắc là từ xa đến, cậu chưa gặp lần nào. Bà Lưu Vân quay qua nói với Vương Tam, đây là lương tiền bối bạn của cha con đến chơi vương tam thấy vậy lễ phép thưa chào lão tiền bối chào thiếu gia lớn quá rồi đoạn quay sang nhìn vương tam gật gù tỏ vẻ bằng lòng trước đó qua tìm hiểu của một nguồn tin thân cận thì lão lương người đang nói chuyện với bà lưu chính là gã thầy phù thủy năm xưa đã biết được gia tộc của họ vương bị giết sạch vào năm đó khi lão rời đi không lâu qua gió la lâu lắm tường đã không còn hy vọng gì thì lão nhận được tin bà quản gia của nhà họ Vương vẫn còn sống và đã trở về cố hương. Phải khó khăn lắm lão mới tìm thấy được bà. Đến nơi nghe bà kể lại cuộc gia biến năm đó lão kinh hãi không khỏi dùng mình. Nhưng khi biết được nhà họ Vương vẫn còn giữ được giọt máu là Vương Tam thì lão mừng lắm. Vậy là nhà họ Vương vẫn chưa bị tuyệt diệt và vẫn còn cơ may khôi phục lại sự nghiệp. Chỉ là chờ thời cơ mà thôi. Tuy cha của lão với vương gia mới có ơn cứu mạng nhưng mà lão nghe mình vẫn phải có trách nhiệm với gia chủ này vì ơn nghĩa khi xưa và lão cũng là người rất trọng chữ tín. Sau khi bàn bạc lão và bà Lưu Vân quyết định chưa cho vương tam biết chuyện vội để đến lúc cần thiết mới cho cậu biết. Ở nhà chơi với bà Lưu đừng một ngày thì lão cũng xin phép rời đi hẹn khi nào cậu chủ in bể ra thất lão và bà sẽ cho cậu biết rõ về thân thế của mình. Thầm thoát đến ngày Vương Tam và Tiểu Lan tốt nghiệp đại học, hai đứa quấn quýt nhau vào ngày một yêu thương hơn, cho nên cha mẹ của Tiểu Lan đồng ý cho hai người lấy nhau. Bà Lưu cũng rất vui mừng. Hơn nữa vì cha mẹ của Tiểu Lan quyết định truyền lại tất cả bí kíp về nghề dệt nhuộm cho vợ chồng cô. Chả gì cũng là chỉ có một mình Tiểu Lan là con gái, không cho con thì cho ai. Từ đó nghiễm nhiên Vương Tam trở thành ông chủ nhỏ, cáng đáng tất cả công việc kinh doanh của nhà họ hứa cất đi tấm bằng đại học ngành địa chất mà nhảy sang lĩnh vực hoàn toàn khác với ngành học của mình. Năm năm trôi qua, cùng lúc Tiểu Lan đã sinh cho Vương Tam hai đứa con, một trong một gái rất khấu khỉnh. Đứa con trai đặt tên là Vương Toàn, còn đứa con gái đặt tên là Tiểu Cần. Lúc này bà Lưu cũng đã già lắm, bà cũng không còn bán bánh bao nữa. Vì từ ngày cưới Tiểu Lan về hai người không cho bà bán bánh bao, họ không muốn bà vất vả, đã đến lúc bà được nghỉ ngơi để con cái báo đáp. Đêm nay sau một ngày ở xưởng dệt về, Phương Tam cầm trên tay tấm lụa mới mà xưởng vừa dệt để chuẩn bị cho đơn hàng sắp tới. Nhìn tấm lụa trên tay anh rất ưng ý, phút nhẹ tấm lụa để cảm nhận sự dịu mát và mềm mượt mà bất cứ ai nhìn vào cũng muốn mua. Nhất là những cô nương đang tuổi xuân thì mà thấy lụa của nhà anh thì ai cũng muốn sở hữu cho mình ít nhất là một tấm. Thời này sườn xám Thượng Hải đang lên ngôi, để may được một bộ sườn xám ngoài đòi hỏi đôi tay hài hòa của người thợ may thì vài câu là một yếu tố quan trọng lụa của nhà họ hứa làm ra thì miễn chê anh đang khuếch trương tên tuổi để cho ra bộ thương hiệu mới có chỗ đứng vững chắc trên thị trường nhưng còn khúc mắc một số vấn đề nhỏ cho nên cần thêm một thời gian nữa phát nhà tấm lụa lên móc treo phòng ngủ anh mệt mỏi ngã ra giường đang say ngủ thì chợt anh thấy một bàn tay đen ngòm xóa lên mặt của mình Hoàng quá anh ngồi bật dậy vì thấy trước mắt của mình chỉ là một cả đám người đứng lố nhố. Tất cả họ đều có thân thể cháy đen, khuôn mặt chỉ còn trơ ra hốc mắt, mồm miệng hoác ra đen ngòm và sâu hoắm. Tất cả đều đồng loạt giơ tay cả về phía anh miệng của họ hét lên. Trả mạng cho tao, nghiệp báo. Sợ quá chân tay của anh run lầy bẩy, muốn hét lên mà mồm miệng cứng nhắc như hóa đá, chỉ ú ớ phát ra không thành tiếng, Chân của anh muốn chạy mà không chạy được. Bóng một thân hình khô quắt đen đúa lao đến vỗ lấy anh. Nhà hàm răng ra lượm chởm. Anh trần hét lên một tiếng. Mà, cứu tôi với. Rồi ngất đi không biết gì nữa. Mà mắt ra đã thấy Tiểu Lan ngồi bên cạnh gương mặt lo lắng. Có việc gì vậy? Anh mơ thấy ác mộng à? Sợ quá tự nhiên anh gặp ác mộng. Mà thấy một đám người đến đòi mạng mà mình có tác tội với ai đâu. Liên tục mấy đêm trong khi ngủ Vương Tam đều mơ thấy những giấc mộng hãi hùng. Không chỉ gặp những người đến đòi mạng mà anh còn thấy hiện lên hình ảnh một căn hầm rất nhiều của cải. Xung quanh là một nơi rất lạ với đồi núi hoang sơ. Xinh ghét trong mơ lại có cảnh một dinh thự bỏ hoang với thây người nằm ngổn ngang trồng chéo thật ghê sợ. Thức dậy mồ hôi đã vã ra như tắm. Sáng ra anh đem giấc mơ kể lại cho mẹ. Bà Lưu nghe xong thì thất sắc. Nhưng ngày sau đó bà vội gặt ngang để chấn an. Bà nói chắc do làm việc mệt mỏi cho nên sinh ra mộng mị không có gì đáng lo cả. Sau đó bà liền đem hương hoa lên chùa để gặp vị sư trụ trì. Vừa nhìn thấy bà sư trụ trì đã nói. Nghe báo của gia chủ quá nặng cho nên mới có người đến quấy quả. Muốn được yên ổn thì phải tìm được cao nhân cởi nút thắt đó. Nhà thí chủ phải thường xuyên ăn chay niệm Phật, tu nhân tích đức, phát tâm làm việc thiện nhiều, thì mới mong giải được oán nghiệp. Sợ quá bà về trong lòng rất lo cho vị thiếu gia còn sót lại của nhà họ Vương mà mình đã nuôi dưỡng và coi như con đẻ. Lo lắng quá mà mất ăn mất ngủ, cuối cùng bà cũng đổ bệnh nằm một chỗ. Biết mình tuổi đã cao không còn sống được bao lâu, bà mới gọi Vương Tam đến dặn dò. Vương Tam, hôm nay ta sẽ nói cho con biết một chuyện, một việc hết sức quan trọng mà nếu không nói ra ta e là không kịp kìa mama có việc gì quan trọng vậy, mama không chết được đâu, uống thuốc ít ngày là khỏi. khẩm ta biết sức của mình năm nay đã hơn tám mươi, sắp phải về với tổ tiên. những lời ta nói sau đây con hãy bình tĩnh lắng nghe, đừng có xúc động. con không phải là con đẻ của ta, con chính là giọt máu duy nhất còn lại của vương gia, đường ta mang về đây, ta chỉ là quản gia của nhà con thôi, cha mẹ và các anh chị của con đã chết cả rồi. Sao mà mà nói gì con không hiểu Sao lại như vậy con không tin Nhưng đó là sự thật Con hãy bình tĩnh nghe ta kể tiếp Và câu chuyện năm xưa Được bà Lưu kể lại một cách rành rọt Không bỏ sót một chi tiết nào Nói đoạn bà mới bảo Vương Tam dìu vào buồng lấy ra một chiếc hộp Đã được bà cất rất kỹ Trong một cái dương Luôn được khóa cẩn thận Mà chiếc hộp ra bà khẽ lấy tấm bản đồ da dê đưa cho Vương Tam và mấy thỏi vàng cha anh đã đưa mà bà vẫn còn giữ lại. Mấy thỏi vàng được đúc và khắc rất khéo trên mặt chữ Vương nhằm khẳng định sự giàu có của gia tộc. Mặc dù có nhiều phen khốn khó nhưng bà vẫn quyết định giữ lại bằng được mà không bắt đi để lại cho anh coi đó là vật gia bảo. Còn tấm bản đồ bà nói anh phải cất thật kỹ vì đây là bản đồ kho báu mà cha của anh đã để lại nhưng dặn anh phải đúng 100 năm sau mới được đến đó để khai quật. Vì đây là ý nguyện của cha anh và cũng là lời nguyện trước thần giữ của. Kể từ khi chôn giấu đến nay mới hơn 30 năm, nghĩa là còn lại 70 năm nữa anh mới được đến nơi cha của anh đã chôn kho báu để đem về. Nhưng khi nghe kể về sự kiện xảy ra năm xưa liên quan đến việc xây hầm mộ, thì anh đã thấy ghê sợ không thể tin đó là sự thật một mối thôi thúc thúc giục anh phải đi tìm kiếm lại món của cải trong hầm mộ cho anh để lại nói chuyện với vương tam xong bà lưu có nói cho anh biết địa chỉ của ông thầy tàu rồi dặn khi nào cần đến đó thì tìm ông ấy bà hôm sau thì bà qua đời trong sự thương tiếc của vợ chồng anh lo chu toàn việc an táng cho bà lưu xong đâu đó thì anh lên đường đến nhà ông thầy họ lương lúc này ông ấy cũng đã già yếu khi biết tin anh muốn sang Việt Nam để tìm lại kho báu ông đã khuyên phải để đúng 100 năm mới đến được đó thì lời nguyện mới ứng nghiệm, sớm hơn sẽ không lấy được của. Nhưng Vương Tam chỉ ẩm ừ cho qua, ý của hắn đã quyết chỉ là muốn dò hỏi thêm ông thầy về địa thế và cách thức đi lại ở đó, sao cho thuận tiện mà thôi. Ba ngày sau Vương Tam và một số thân tín đã được anh tin tưởng khăn gói sang đất Việt. Tìm kiếm và hỏi thăm vài ngày thì anh và đám người thân tín cũng đến được vùng núi Đồng Văn quanh năm mây phủ. Sừng một cái lán là bìa rừng vương ta mới mở tấm bản đồ. Trên đấy có một vẽ rất chi tiết đường đi đến kho báu. Đến cuối bàn tà lùng sẽ thấy một con suối. Bên phải con suối đi thêm 100 mét có một cây gạo cổ thụ. Đi thêm 300 mét cộng 10 bước chân và hai sải tay thì đến bên cây giếng cổ. Đúng giờ tí và đêm rằm ánh trăng sẽ chiếu lên bóng núi soi xuống giếng cổ 60 độ thì mới được vào hang. Đợi đến ngày rằm chờ cho đêm xuống, bọn người Vương Tam bí mật tìm đến hầm mộ nơi cha của hắn chôn của ngày trước, cũng làm theo đúng hướng dẫn ghi trên tấm bản đồ. Khi kim đồng hồ chỉ đúng 12 giờ đêm, hắn đến bên miệng giếng cổ, nhưng thật lạ, không có bóng trăng chiếu hình bóng núi lên ấy. Nhưng mà kệ, hắn vẫn cùng đám người tiến vào trong khu vực hầm mộ. Sau một hồi vất vả phá hết đám đất đá ngụy trang thì lộ ra một cửa hang. Phương Tam bày ra một mâm đồ lễ rồi thắp hương cấn vái. Xong xuôi hắn lầm bầm đọc khẩu quyết. Thì trần từ đâu đó tiếng gầm rú vọng lại. Xen lẫn tiếng gió rít là tiếng hú hét của ai đó nghe đến giận người. Từng thớ thịt trên người của Phương Tam như co rút lại. ra gà ra chó nổi lên. Khiến cho những người bên cạnh cũng ngừng tay. Mắt ngó láo liên hoàng hốt nhưng Vương Tam đã kịp thời chấn an và hứa hẹn sẽ chia cho mỗi người một ít vàng bạc trong hầm mộ cho nên mọi người lại liều lĩnh tiến vào. Đi sâu vào trong hang khi sắp sửa đến một cửa hầm mộ thì một người đi đầu chống tay lên vách hang để bước tiếp thì trở thấy chóng ván mặt mày khi thấy một luồng khí độc từ đâu bỗng dưng phả thẳng vào mặt. Cánh tay tự dưng tím đen và đau nhức kinh khủng. Hơi thở bỗng dưng yếu ớt. Nghi là chúng động anh hét lên mấy người đi sau thế vậy thì lùi lại, thì máu mồm máu mũi đã thi nhau ộc ra, anh ta liền ngã vật xuống không biết gì nữa. chưa hết hốt hoảng vì sự việc xảy ra quá nhanh, thì bên tai lại vang vằng tiếng của một người con gái lúc xa lúc gần như từ cõi u minh vọng lại. kẻ nào to gan dám mạo phạm chỗ ở của ta, đã dám phá nhà của ta thì phải chết liên đó là một bóng áo đỏ xuất hiện trước cửa hầm, thân ảnh bay lơ lửng trong không trung, chân không chạm đất. Vội một cái đã ở trước mặt của Vương Tam. Từ trong miệng cô gái thè ra một chiếc lưỡi dài ngoằng đỏ lét, đôi mắt trũng sâu vô hồn với một làn da lở loét trông thật gớm ghiếc. mái tóc dài rũ rượi buông xuống. Cùng lúc đó máu từ miệng của cô gái nhễu ra, khiến cho những kẻ có mặt phải thất kinh hồn vía. Một người sợ quá đái cả sợ quần, tiến không được mà lui cũng không xong, chỉ biết rúng vào nhau. Thức thì giọt một cái thân ảnh của cô gái chợt đưa cái tay dài ngoằng ra chụp vào mặt của một người kéo ra mạnh. Theo đó toàn bộ da mặt của anh này bị xé toạc ra, lộ ra khuôn mặt trơ xương và hai con mắt nhòe nhét máu. Người này rú lên một tiếng thất thanh, đưa tay lên che mặt gào khóc. Nhanh như chớp không để cho anh này hoàn hồn, bóng ma tiếp tục tóm lấy cổ của anh giật mạnh một cái đầu lìa khỏi cổ tất cả chỉ xảy ra trong vài phút cả đám người không ai bảo ai coi càng chạy nhanh ra khỏi hang chỉ mong bảo toàn được tính mạng nhưng chưa kịp ra khỏi nơi nguy hiểm thì một tiếng hét nữa lại vang lên cứu tôi với quay lại nhìn thấy bóng ma đã chặn ngay trước mặt một người lần đó nó đưa bàn tay nhọn hoắt chọc thẳng vào bụng của anh ta mà lôi ra một mớ tim gan phèo phổi. Tay còn lại đưa lên móc luôn đôi mắt lôi ra hai con người vẫn còn đang chảy máu. Ném mạnh một cái cả thân thể của anh này đã thành một đống thịt bầy nhảy, không ai có thể nhận ra. Bốn người còn lại mặt cắt không còn giọt máu, té đái ra quần, chân tay buồn rùn không thể chạy được nữa. Lúc này Vương Tam còn chưa kịp hiểu tại sao mình lại là truyền thừa của dòng họ Vương mà lại bị thần giữ của trừng phạt như vậy. Không hiểu hắn đã làm sai ở điểm nào hắn không cam tâm. Nhưng mà không để cho hắn nghĩ ngợi thêm, bóng ma thần dữ của tiếp tục lao đến và lần lượt ba người thân tín của hắn cũng bị giết một cách dã man khủng khiếp y như hai người trước. Cảm thấy quá rùng rợn hắn chỉ biết quỳ mọp xuống mà quý lại như thế sao. Kính xin thần dữ của tiểu nhân là giọt máu chính thức của nhà họ Vương đến xin lại suốt của cải cha ông chôn giấu. Sau việc tiểu nhân sẽ lập miếu thờ thần và cúng kiến đầy đủ, mong thần xá tội. Nói rồi được vội tay lên cắn mạnh một cái, máu từ ngón tay nhỏ xuống tấm bàn đồ tạo thành một vòng tròn huyết sắc kỳ lạ, đủ để biết vương không nói dối. Nhưng thần giữ của không để cho hắn thực hiện được mong ước mà nói. Ta được yểm ở đây để trông giữ toàn bộ suốt của cải này, lệ nguyên chỉ ứng nghiệm khi đủ 100 năm, người của nhà họ vương mới đến để lấy của. Nếu sai thời điểm thì dù ai mạo phạm nơi này đều phải chết. Cầu lúc đó bàn tay đưa lên, nhưng lần này nó chỉ tóm nhẹ Vương Tam kéo đến sắt mặt. Rồi từ từ há mồm ngoạm lấy cổ của Vương Tam mà cắn. Một tiếng khô khốc vang lên, máu từ cổ của Vương Tam phọt ra như vòi rồng bắn tung tóe Lê hết sức bình sinh, hắn muốn vùng chạy, tay chân của quán điên hồi để mong thoát khỏi bàn tay tử thần. Nhưng sức người nhỏ bé làm sao có thể địch lại một người đã trở thành thần. Giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết, hắn lờ mờ ý thức được rằng chỉ vì nóng lòng muốn lấy cho được số của cải của gia đình mà hắn đã phớt lờ đi lời cảnh báo của cha hắn để lại và lời dặn dò của lão thầy tàu là phải đúng 100 năm mới có thể quay lại mảnh đất này. Âu thì cũng là cái nghiệp của nhà hắn quá nặng cho nên cuối cùng hắn cũng phải chết giống như cha của hắn mà thôi chỉ nghĩ được đến vậy hắn bỗng thấy mắt của mình nặng chịu, thân thể bị bàn tay thần dữ của nhấc lên quay mỏng mỏng như cả một con nhái. Trước khi những giọt máu cuối cùng trên người nhỏ xuống, hắn thấy trong hư ảo bóng người con gái mặc bộ đồ đỏ rất đẹp. Lần này cô gái hiện ra không còn kinh dị nữa, mà là một gương mặt tuyệt mỹ với dáng người thướt tha, uyển chuyển, trên môi còn là một nụ cười ma mị hút hồn. Tiếng cười cất lên thánh thót như là chuông bạc, cứ như vậy đưa hắn vào một nơi rất xa. Đi mãi, đi mãi đến một nơi chỉ toàn là bóng đêm. Một bàn đêm đèn tối vĩnh viễn bao trùm, đôi mắt của hắn từ từ khép lại. Sau đó tất cả lại tĩnh lặng như chưa có chuyện gì xảy ra. Mọi thứ đều trở nên u tịch, liêu trai và bí hiểm như trước đó. Chỉ có một điều khác là ngày hôm sau, mọi sự đào bới ở khu vực hầm mộ tuyệt nhiên không còn một dấu tích. Không ai phát hiện ra sự khác lạ, ngoại trừ tận mấy ngày hôm sau có một vài người lên rừng đào măng thì mới phát hiện ra những thi thể không còn nguyên vẹn được tìm thấy vương vãi ở trong rừng tất cả đều được xác nhận không phải người bản xứ họ được người dân ở nơi đây gom lại và đem đi mai táng bí ẩn về hầm mộ nhà họ vương năm nào vẫn bị chôn vùi và người dân nơi đây vẫn truyền miệng nhau rằng cứ đêm đêm hòa trong tiếng gió họ lại nghe thấy tiếng khóc thê lương của một người con gái bóng ma như thoát ẩn thoát thiện trong bóng đêm mờ ảo của núi rừng đại ngàn, nhưng tuyệt nhiên không làm hại ai. Và nơi cuối bản bên dòng sông nhỏ, cây gạo cổ thụ vẫn trổ hoa đỏ thắm mỗi dịp đông về. Đêm đêm bên cạnh cây giếng cổ ngọn núi thiêng vẫn đứng im lìm che chở cho những người dân ở nơi đây. Xa xa tiếng cú đêm vọng về nghe ai oán và thê lương. Ngồi trong căn nhà tĩnh lặng dưới ánh đèn leo lét con tháng lúc này đã là mẹ của đứa trẻ con cô cất lên tiếng du con à ơi bút giá ở đâu đó rất gần thôi có lẽ bà cũng nghe được vì cô thấy ở phía xa bao đang hiện ra rất đẹp mắt mở to miệng mỉm cười vẫy gọi có ai còn nhớ bao không tại một miền quê hẻo lánh của tỉnh chiết giang dạo này lão thể lương tốn luôn bị các thế lực âm binh quấy phá đêm đến lão không tài nào ngủ được Mỗi khi nhắm mắt lại lão lại thấy có hàng chục người tay cầm quốc sàng đứng thành vòng tròn quay chặt lấy lão. Lão biết quả báo đã đến, lão sẽ phải trả nghiệp cho những việc làm năm xưa. Vậy là sau bao nhiêu năm cuối cùng hồn ma của những người thợ đào hầm họ cũng đã tìm đến. Họ đã quay lại cho dù lão có trốn đi đâu cũng không thoát được. Trong nhà lão đã dán rất nhiều những lá bùa trừ tà, nhưng mà rốt cuộc đến ngày lão cũng phải đối mặt với tội ác của mình chỉ lo cho ngày đứa con và mấy đứa cháu nhỏ mà thôi. Lão Lương Tốn vốn có một bà vợ tên là Trần Liên làm nghề thầy lang, chuyên bốc thuốc cứu người. Thật là một nghịch cảnh khi vợ thì hành thiện tác phước, chồng thì lại ra tay tàn độc hại người bằng cái nghề thầy pháp này. Năm nay bà Trần cũng yếu lắm, phần vì tuổi cao, mấy dạo gần đây bà cũng luôn có một cảm giác mệt mỏi, đầu óc nặng trĩu bê tai luôn ong ong như có ai đó đang đặt mũi khoan vào đó mà khoan vậy sáng nay bà lại lên chùa chỉ có đến trốn cửa thiền bà mới cảm thấy được tịnh tâm sư chủ trì là một người am hiểu phật pháp sư có một đôi mắt tinh thông mà thấu được hồng trần ta nói thí chủ đừng buồn chồng của thí chủ đã tạo quá nhiều ác nghiệp cho nên khó mà giải được chỉ e thí chủ và con cái cũng không được yên thân dạ con biết đã kính mong sư thầy rộng lượng cứu giúp cái này ta không thể giúp được rồi bà hãy cố gắng hành thiện tác phước và ăn chay niệm phật để được phù hộ từ chùa trở về bà lo lắng mà sinh tâm bệnh bà ốm liệt giường trong cơn thiếp ngủ bà cứ thấy chập chờn những bóng người thân thể bị cháy đen thui không còn nhận ra hình dạng mà thất kinh hồn vía một người trong đám lôi tuột bà đi họ kéo bà đi xa lắm đến một nơi rừng núi hoang vu thì dừng lại bà thấy hiện ra quang cảnh của một căn hầm đang đào dở xung quanh là mười mấy người thợ đang ra sức đào bới cả thầy là mười sáu người chắc họ đều là dân ở đây nhìn lối ăn mặc và sinh hoạt thì đều biết là người nghèo khó rồi một hình ảnh nữa lại tái hiện khi đó ngôi hầm mộ đã được đào xong họ đưa đến một cô gái trẻ rất đẹp cô được phục sức như là cô dâu về nhà chồng và được đưa vào bên trong tại đây bà nhìn thấy lão lương chồng của bà cùng với lão họ vương mà nhiều lần nghe chồng bà nhắc đến cả hai lôi tuột cô gái vào bên trong chói nghiến cô lại rồi đặt lên bệ đá bà sợ hãi đến bàng hoàng thì ra chỉ vì cái củ cải mình được trôn giấu an toàn mà lão ta đã sai chồng của bà phải yểm cô gái này thành thần giữ của và kéo theo biết bao nhiêu người phải chết để mãi mãi cầm nín đem theo cả những bí mật động trời xuống thế giới bên kia. Cô gái được chôn để làm thần giữ của kia sẽ phải chịu một lời nguyền mãi mãi không thể siêu thoát. Cô sẽ mang theo oán hận mà ra tay lấy mạng của những kẻ nào dám mạo phạm đến nơi này nếu không phải là con cháu của họ vương. Điều này bà đã từng được nghe trong những câu chuyện rùng rợn từ xưa nhưng không nghĩ nó lại được chính bàn tay dư bẩn của lão chồng thực hiện nhìn cô gái cứ từ từ chết đi trong đau đớn tuyệt vọng bà không kìm được nước mắt mà òa khóc cho số phận bi thương của cô gái năm xưa bà nhắm tịt mắt lại mà gào lên xin các người tha cho tôi hãy cho tôi về nhà những việc này tôi không biết gì cả bà cứ xem tiếp đi còn nhiều tội ác kinh khủng lắm chưa hết đâu bà nhìn đi nhìn để chứng kiến sự độc ác vô nhân tính của lão ta Hình ảnh lại tiếp diễn khi bà thấy lão thể pháp đang bàn bạc với lão vương về cách thức ếm hại những người thợ đào hầm. Một bữa tiệc thịnh soạn được bày ra, họ thả sức ăn uống và cười nói vui vẻ, mà không biết được rằng đó là bữa ăn cuối cùng của cuộc đời. Nhìn thấy tất cả đều lăn lộn ói mửa trong đau đớn vật vã, bà không thể chịu đựng được thêm nữa. Quá sức khủng khiếp bà nhắm tịt mắt lại, mong những hình ảnh thống khổ qua đi nhưng bên tai của bà lại vang lên tiếng nói như thúc giục. Mở mắt ra bà sẽ thấy mọi thứ kinh khủng hơn nhiều. Bà kinh hãi rú lên khi thấy những người thợ lần lượt ngã gục, lăn lộn đau đớn ở dưới đất. Họ cứ như vậy dễ rộ một hồi rồi nằm đưa ra chết một cách thức tưởi. Máu mồm máu mũi từ thất khiếu của họ cứ như vậy chảy ra. Tất cả theo lệnh của Lão Vương đều được đưa ra bìa rừng rồi chất lên giàn thiêu, cứ như vậy thân thể của họ bị thiêu cháy suốt một đêm. Những thi thể bị cháy đen được đào hố sau đó hất tất xuống đó. Tội ác kinh thiên động địa trời không dung đất không tha, chả khác gì thời trung cổ. Bà bất chợt gây sợ trước cái con người giả thú mà bấy nhiêu năm bà phải gọi là chồng phải sống chung. Ông ta có chết hàng trăm năm cũng không thể gột rửa được những tội ác và có thể bù đắp được những đau thương mà thân nhân của họ đã phải gánh chịu. Sau hôm đó thì bà bị cấm khẩu, thân thể không tài nào nhúc nhích được, bà đã cứu sống được nhiều người, nhưng đến bản thân của mình lại không thể cứu chữa. Âu cũng là cái nghiệp mà lão chồng gây ra quá lớn, cho nên bà phải gánh thay. Biết là khó có thể qua khỏi, bà cho gọi hai người con trai trên thành phố về. Mấy hôm sau bà rời xa nhân thế trong nỗi tiếc thương của con cái và sự dày vò ân hận của lão Vương. Nhưng lão nào có biết, chính bản thân của lão và những đứa con cháu của lão cũng sắp phải trả giá. Một người gây ra tội ác bắt cả nhà cả những thế hệ sau phải chịu liệu có đáng không? Có khi nào lão hình dung được có ngày hôm nay? 20 năm sau, tại bản Tùng Lao, lúc này thá em gái của Pao đã trở thành một người đàn bà gần 40. Hai đứa con của cô, một gái một trai cũng đã lớn. Thằng anh nên đã tròn 20 và cô con gái cũng đã vừa tròn 18. Cô anh tên là Vừa A à lủ cô em gái tên là Vư Thị Tùa. Tuổi lớn lên lại mang một nét đẹp giống bá của mình là Pao, chứ lại ít giống mẹ. Điều này lại càng làm cho Thá phải nhớ chị gái hơn, còn Na Lù trở thành một chàng trai cao lớn vạm vỡ. Không biết có phải là số phận đã chọn anh hay không, mà trong một lần ngẫu nhiên trên chuyến lên chợ bán nông sản, anh đã gặp một ông thầy Pháp rất giỏi về bùa ngài. Nhìn thấy anh có tố chất và đạo hạnh để trở thành Pháp sư, cho nên ông đến tận nhà xin bá mế cho anh theo mình học nghề. Mới đầu bá mế ngại xa con cho nên không muốn cho anh đi, nhưng ông thầy cứ như vậy thuyết phục mãi, và thấy An Lù cũng hào hứng muốn được theo học đạo, cho nên vợ chồng cô mới đồng ý. Thẩm thoát đã hai năm trôi qua, An Lù cũng đã học được rất nhiều thuật chấn niệm trừ tà. Không những vậy anh còn được ông thầy truyền cho bí kíp luyện độc trùng ngài. Đây là điều mà anh tâm đắc nhất bởi mỗi lần nghe mẹ kể về cái chết của người chị gái khi bị yểm làm thần giữ của và bây giờ vẫn còn phải nằm lại dưới nơi rừng sâu chưa được siêu thoát thì anh lại day dứt chẳng yên ông thầy vốn là dòng họ truyền đời hàng trăm năm với bí thuật luyện ngài gia tầm của ông mỗi đời chỉ truyền lại duy nhất cho một người tuyệt đối không được truyền cho người ngoài đến đời của ông lại không lấy vợ ông chỉ chuyên tâm tu luyện đạo thuật và bùa ngài đến khi ngoảnh lại thì đã già nhận thấy a Lũ rất có duyên với mình lại thông minh lanh lợi quý trọng nhân nghĩa cho nên ông mới trái ý tổ tiên mà quyết tâm truyền dạy cho anh trước khi truyền hết vốn liếng về bí thuật luyện ngài ông đã gấn vái lên bàn thờ tổ chỉ nhận duy nhất một người học trò này khi truyền dạy xong ông sẽ phát tâm cửa phật để giảm bớt sát nghiệp ở kiếp này A cứ dây dứt mãi và muốn tự tay trả thù cho người bá. Anh nuôi ý định muốn giết sạch cả nhà những kẻ đã gây nên tội ác với bá của bình năm xưa. Muốn vậy anh phải chú tâm học thật giỏi cấm thuật này. Thắp nhang lên bàn thờ tổ anh khấu đầu ba cái rồi lầm rầm gấn vái. Anh cũng hứa với phong linh của dòng họ thầy là chỉ dùng ngài để báo thù những kẻ đã gây nên tội ác. Tuyệt nhiên không giết oan lạm sát người vô tội nếu làm trách điều này anh sẽ chết không toàn thây và mãi mãi không được siêu sinh. Chờ đợi mãi cuối cùng cũng đến thời điểm để anh thực hiện tâm nguyện của mình. Hôm nay chính là Tết Đoan Ngọ, là ngày thích hợp để anh nuôi cổ. Sáng sớm anh vào trong rừng bắt tìm những con rết độc và bọ cạp, rắn độc và một loài cốc tía sâu độc ở trong hang. Cả thầy cũng được chừng trăm con rồi. Tất cả đều được anh gom lại đem về bỏ vào trong chiếc chum Bây giờ là đến công đoạn luyện trùng, công đoạn khó khăn nhất để biết được sự thành bại của thuật luyện cổ. Tết Đoan ngọ năm nay thời tiết rất đẹp, ngoài trời không một ánh trăng, không một gợn mây, chỉ có bóng đêm huyền ảo càng làm tăng thêm sự ma mị của núi rừng Tây Bắc. Sở dĩ anh phải luyện cổ trùng đúng vào ngày này, vì tương truyền trong năm, ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch chính là ngày độc khí thịnh nhất, nó sẽ giúp các loại độc trùng tăng cường thêm độc tính, khiến cho chúng mạnh hơn rất nhiều. Nhà cửa đã được anh dọn dẹp từ sớm, bản thân cũng tắm rửa sạch sẽ và thành tâm cấn vái lên bàn thờ tổ tông. Đèn hương đầy đủ. Sau đó anh đào một cây hố to rồi chôn cái chùm xuống, bỏ tất cả các loại côn trùng đã bắt được vào đó và đậy nắp lại. Anh lầm dầm đọc lên một bài cổ ngữ thỉnh tổ sư mà thầy đã truyền dạy, tuyệt đối không một ai được biết mọi việc được a à lù thực hiện một cách hết sức bí mật dòng giã gần một năm trời anh thường xuyên khấn vái những bài chú luyện và thăm cổ những con côn trùng cứ như vậy lần lượt cắn xé lẫn nhau dần dần những con yếu bị những con khỏe cắn và ăn hết chỉ còn lại vài con biết là sắp đến đích nên anh rất chăm theo dõi cuối cùng khi mà ngó vào chung anh thấy chỉ còn lại một con duy nhất nó đã thay đổi hình dạng và màu sắc Lúc này nhìn con vật có hình dạng giống như con rắn nửa lại giống như là rồng với những vệt đen trắng vàng đỏ loang lổ trên lưng. Quá ngạc nhiên anh lại ồ lên sung sướng vì đã luyện thành công loài long cổ kịch độc. Anh từ từ đào chiếc chum lên rồi cẩn thận cất vào một nơi kín đáo trong góc phòng, một nơi mà gió và ánh sáng không thể chiếu vào được. Hàng ngày anh bỏ vào đó một ít mỡ lợn, đôi khi là một vài miếng trứng chiên, một bát cơm nhỏ cho cổ ăn. Một năm nữa lại qua đi lần này khi mở nắp anh đã thấy con cổ lớn hơn và dài thêm một ít. Chẳng đúng ngày cắt lời anh mở nắp để cho cổ tự bay ra ngoài. Lúc này một cuồng lửa hình tròn như một quả cầu màu đỏ xuất hiện rồi bay vụt đi. Nó cứ bay quanh quần trong rừng rồi lại trở về ẩn thân trong chum. Đôi lúc nó lại biến thành một người đàn ông đi lại trong làng vào ban đêm. Tuy nhiên không bao giờ nó xuất hiện vào ban ngày anh biết ban đêm sức mạnh của cổ là mạnh nhất hơn một tháng sau đến ngày tế cổ anh phải dành trọn ba ngày cuối tháng sáu âm lịch mỗi ngày anh đều phải giết hôm thì một con lợn hôm thì một con dê và cuối cùng là một con gà làm thành những món ăn được nấu lên thơm phức đợi tối đến khi mà bầu trời tết được đan kín bởi những vì sao lấp lánh thì đem thức ăn bỏ vào chum cho cổ Sức ăn của cổ rất lớn, mọi thức ăn đưa vào đều được nó ăn sạch sẽ, như vậy đủ biết ma lực của nó rất cao. Cũng may trong những ngày quan trọng khi luyện cổ, ông thầy đều kiếm cớ rời đi để cho anh tự thể làm phép. Nhà trong làng cũng cách xa nhau cho nên anh không sợ người ngoài biết được trong lúc cúng tế. Chỉ cần tin này mà lọt ra ngoài, đến tai của một vu cổ nào đó, thì coi như là công cốc mà không cẩn thận còn bị cổ quay lại hại chính mình mà làm cho vong mạng không chừng trước khi xin phép thầy rời đi anh hẹn với thầy ba năm sẽ quay trở lại mong thầy giữ sức khỏe và đợi anh về hai thầy trò chia tay bịn dịn lắm chả gì ông cũng coi anh vừa là đệ tử vừa lại là một người con anh cũng rất quý người thầy đạo hạnh này anh tâm niệm sau khi báo thù xong anh sẽ xin phép cha mẹ được đón thầy về để phụng dưỡng sau nhiều lần dò hỏi anh đã có được tin của nhà họ Vương vẫn còn giữ được hậu duệ. Đó là người cháu ruột gọi ông ta là nội. Hiện đang ở bên Trung Quốc, quê hương của ông ta chính là vùng đất Tứ Xuyên, nơi gia đình đó đang sinh sống. Anh cũng biết được lão thầy tàu người đã yểm bá của anh hiện vẫn còn sống. Cả nhà của lão đang ở Chiết Giang. Như vậy cũng tiện anh sẽ sang đó cất một mẻ lưới luôn một thể. Tại ngôi biệt thự sang trọng được trang trí đẹp mắt người ra kẻ vào. Chả là hôm nay bà hứa Tiểu Lan mở tiệc để mừng con trai. Vương Toàn vừa tốt nghiệp kỹ sư với tấm bòng loại yêu của Đại học Bắc Kinh, một ngôi trường danh giá bậc nhất ở Trung Quốc. Đã hơn chục năm kể từ ngày Vương Tam chết nơi xứ người, mỗi khi nghĩ đến bà lại đau lòng. Giá như ngày ấy ông nghe lời của bà và mọi người thì có lẽ không phải bỏ mình nơi đất khách. Vàng bạc đâu không thấy, chỉ thấy đi chưa được bao lâu thì tin dữ đã báo về Người chết không toàn thây, cây chết của chồng lúc đó cứ ám ảnh bà mãi. Nhiều lúc muốn chết theo ông nhưng mà khi nhìn thấy hai đứa con còn nhỏ, bà lại cố gắng gượng không nỡ. Một mình cáng đáng nuôi dày chúng nên người. Đến bây giờ thì vương toàn càng lớn càng giống vương tam y như đúc, bà lại nao nao một cảm giác sợ hãi mơ hồ. Đưa ba lần bà đều nhìn thấy một người con gái rất đẹp trong mơ Cô ấy chỉ nhìn bà trong chốc lát rồi ánh mắt lên những tia nhìn sắc lạnh. Miệng cười the thé ngân lên như là chuông bạc rồi từ từ biến mất. Nói chuyện với mẹ của mình về chuyện đấy thì được bà chấn nan và đưa bà đến một ngôi chùa nổi tiếng có vị cao tăng rất đắc đạo. Ngày ấy đã ban cho bà một lá bùa dặn phải luôn đeo bên mình không được bỏ ra. Bà cũng xin cho hai đứa con mỗi đứa một lá bùa bình an cho nên từ dạo ấy bà không còn tiếng người con gái đẹp hiện về trong giấc mơ nữa hôm nay trong buổi tiệc mừng con có một vài người khách lại nhắc đến dòng họ vương nức tiếng một thời của gia đình chồng có người hỏi bà vì thảm kịch năm xưa vì sao cả gia đình lại bị giết dã man như vậy bà không biết phải trả lời sao để tránh gợi lại chuyện buồn bà phải lảng sang chuyện khác khi mà khách hứa đã ra về hết bà lại ngồi tư liệu một mình từ ngày ông Vương chết đi thì mọi công việc kinh doanh của gia đình vẫn được bà duy trì vật trèo lái một cách tài giỏi nhà có sự hỗ trợ của cha mẹ. Về khối tài sản hiện nay có thể là bậc nhất đại gia cho nên bà không cần trông chờ đến suốt tài sản ở bên Việt Nam mà bố chồng để lại. Bà cảm thấy thật xui xẻo nếu động đến suốt tài sản ấy. Chính vì vậy bà muốn vĩnh viễn chôn vùi bí mật này. Bà sợ nếu để lộ ra đứa con trai của bà vì lòng tham là một lần nữa quay về bên đấy thì bà sẽ mất nó vĩnh viễn. Dòng họ này chỉ còn lại mình vương toàn. Bà không muốn nó tuyệt diệt chỉ vì tham lam và sân si. Tại khuôn viên của trường đại học Thành Đô, Tiểu Cần đang chung đầu bên mấy cô bạn để xem ảnh của một diễn viên điển trai mà cô mến mộ. Mà cô bạn quay qua bẹo má của Tiểu Cần. Tiểu Cần sợ gì sau này không chọn được một anh chàng tuấn tú. Có cần tôi giới thiệu cho một anh không? mà cầu sinh gái thế lại thuộc nhà hàng đại gia thì ối anh chồng cây si một cô khác liền nói sau này tôi thấy trước cổng trường mình có một anh chàng cao to điển trai ngày nào cũng đứng ngắm tiểu cần lúc tan học đấy anh ta là ai tôi không biết cũng chẳng để ý đâu cuối cùng thì cũng đến giờ về cả bọn giải tán mỗi người một nơi tiểu cần không ở trong ký túc xá mà mẹ cô đã thuê hẳn một căn hộ tiện nghi gần trường để tiền cho cô theo học về nhà thuê gần trường cho nên cô chỉ việc đi bộ đến trường rất thuận tiện. Đang lững thững trở về nhà sau một ngày mệt mài trên giảng đường thì cô chợt thấy bóng người xẹt ngang, nhanh như chớp nó giật lấy cái cặp trên tay của cô, đồng thời tên đồng bọn đưa tay lên cổ, giật mạnh sợi dây chuyền cô đang đeo. Sợ quá cô liền ú ớ kêu cứu không thành tiếng. Trần có thấy bóng của một người thanh niên lao ra nhanh như một mũi tên, anh ta phóng xe máy rượt theo hai tên cướp một lát sau đã thấy quay lại trên tay của anh ta là cặp sách của cô chia tay đưa ra cho cô sợi dây chuyền anh ta nhoẻn miệng cười rồi nói cái này là của cô cô thử kiểm tra xem có bị mất gì không mừng quá cô mở cặp ra thì thấy mọi thứ vẫn còn nguyên sợi dây chuyền có gắn mặt lục bảo là kỳ vật quý báu của bà ngoại tặng cho nên cô luôn đeo nó ở bên mình mày hôm nay nhà nhờ có chàng trai này mà cô giữ lại được nó nếu chẳng may mất đi sợi dây này Cô sẽ cảm thấy rất có lỗi với bà ngoại Vậy là từ hôm đó Tiểu Cần và anh quen nhau Chàng trai đã bắt cướp lấy đồ vật cho cô hôm nào Anh chính là A Lù Hiện đang làm kinh doanh lâm thổ sản Cho nên thường phải đi đi về về liên tục giữa Trung Quốc và Việt Nam Công việc phải nói là chả ăn nhập gì với môi trường học tập của cô Nhưng tiếp xúc với A Lù cô lại thấy anh am hiểu rất nhiều lĩnh vực sau ba tháng quen nhau hôm nay được nghỉ học ít ngày, Tiểu Gần ngỏ ý mời A Lù về nhà cô chơi. Sau một hồi lưỡng lự A Lù vui vẻ đồng ý. Bà Tiểu Lan nhìn A Lù tự dưng lại cảm thấy mơ hồ sợ hãi một điều gì đó, nhất là khi nhìn vào đôi mắt của anh. Bà cảm thấy trong đôi mắt đó thi thoảng lóe lên một ánh nhìn sắc lạnh, tuy chỉ thoáng qua thôi nhưng nó cũng khiến bà bất an vô cùng. Nhất là khi nghe con gái nói anh từ Việt Nam sang cũng có thể bà bị ám ảnh vì cái chết của chồng hay là nhạy cảm quá khi nghĩ về vùng đất ấy. Cho nên này nghĩ ngợi lung tung, mong là không có điều gì tồi tệ xảy ra. Ngoài những điều đó thì bà Thiết A à Lù hoàn toàn bình thường, thậm chí anh còn là một chàng trai tinh tế, luôn biết cách quan tâm đến người khác. Riêng Vương Toàn thì khác, chỉ mới nhìn Thiết A à Lù đã không thấy thiện cảm. Ngày gì đâu mới nhìn đã thấy cái mát nhà quê to đùng, mà chả hiểu thằng này có gì hay ho mà tiểu cần nó lại mê được chứ khi bắt ngầm ánh mắt của vương toàn an Lũ biết đó là người mà anh cần tìm trong lòng trỗi dậy khó chịu nhưng vẫn tỏ ra vui vẻ và giấu đi nỗi niềm ẩn chứa bấy lâu tiểu cần rất vui vẻ và hào hứng dẫn an Lũ đi tham quan khắp nhà khi lên đến tầng thượng nơi đặt bàn thờ gia tiên nhìn lên di ảnh của những người ngự trên đó anh chợt dừng lại ở một tấm mảnh đặt giữa trung tâm đó là một người đàn ông với một khuôn mặt góc cạnh mũi khoằm và đôi mắt két trông rất dữ tợn của một kẻ ngang ngược quyền thế bên dưới là ảnh của một người đàn ông trẻ hơn có nhiều nét giống với vương toàn anh đoán đó là cha của tiểu cần quét một ánh nhìn khó hiểu lên bức ảnh miệng quanh nhếch lên một nét cười quỷ dị đêm đó bà tiểu lan lại rơi vào trạng thái mơ hồ bà thấy một bóng đen vụt bay vào cửa sổ nó lướt nhẹ đến bên bà rồi thổi một luồng hơi lạnh vào gáy. Bà chợt cảm thấy thân của mình lạnh toát, trong bụng như có hàng ngàn con gì đang cào cấu cắn xé đau đớn. Bụng cứ mỗi lúc lại một lớn dần lên, sôi ủng ụp réo ầm ầm làm cho bà lăn lộn khó chịu vô cùng. Mẹ, mẹ kêu gì mà hoảng hốt vậy? Tiểu cần đập đập vào người của bà, bà mở mắt ra như cơn đau vẫn không hề tan biến. Nhìn xuống bụng, bà thấy bụng của mình to lên một cách bất thường sợ quá mồ hôi mồ kê túa ra. Thế vậy Tiểu Cần liền gọi Vương Toàn đưa mẹ đi bệnh viện. Tới nơi bà Tiểu Lan được các bác sĩ chỉ định làm hết các xét nghiệm nhưng vẫn không soi ra bệnh gì. Bà đừng kê một số thuốc bổ thuốc giảm đau rồi trở về. Mấy ngày sau thì bệnh tình của bà Tiểu Lan có chiều hướng nặng thêm, cơ thể xanh xao gầy yếu. Từ một người đàn bà đẹp bây giờ nhìn bà Tiểu Tụy hẳn đi Suốt ngày bà chị ở trong phòng ăn thứ gì cũng đều ói ra cả. Phương Toàn rất đấy làm lo lắng cho bệnh tình của mẹ. Đưa bà đi khám bên Tây Y thì không phát hiện ra bệnh. Anh liền mời một thầy lang giỏi cách nhà khoảng chừng 100 dặm. Nghe nói ông thầy này rất nổi tiếng. Vào đến nhà vừa nhìn thấy bà Tiểu Lan, ông ấy đã biến sắc vội cầm lấy tay của bà Linh chăm chú để nhìn. Trời đất ơi, cái gì thế này? cánh tay gầy nhằng của bà chợt hiện lên những đường ngoằn ngoèo ở dưới da nhìn kỹ thì đó không phải là gân mà là những con gì loằng hoàng giống như con run đang bỏ ở dưới đất kinh hãi quá ông thầy liền nói là độc trùng nhà bà đã bị hạ độc trùng hạ hốc mồm kinh hãi cả bà tiểu lan và vương toàn đều hoảng sợ và ngạc nhiên không hiểu tại sao mẹ mình lại bị như vậy cả hai anh em đều khẩn cầu mong thầy lang giúp đỡ nhưng ông chỉ là thầy lang đâu có biết gì về bùa ngải mà giúp được. Buồn bã lắc đầu ông chậm rãi nói, Xin lỗi cô, cái này tôi không giúp được, chỉ nghe đến bùa ngải nó kinh khủng lắm. Người nào không may bị trúng cổ thì chỉ có chết, chỉ có người hạ cổ mới có thể giải được. Đấm mạnh tay lên bàn vương toàn hết lên trong cơn tức giận, anh chỉ muốn giết chết kẻ nào đã ra tay hại mẹ của mình. Về ngày sau, bà Tiểu Lan toàn ói ra những thứ dịch màu nâu kèm theo những con run sán lẫn trong đám nhảy nhụa. Chúng bò lồm ngồm khắp nhà nhìn thật gớm ghiếc. Từ bụng của bà từng đám giỏi bọ run sán thi nhau đục thùng bụng mà chui ra. Thất khiếu của bà chảy máu, bà rên lên đau đớn rồi một lúc ngã vật ra tắt thở. Cái chết của bà khiến cho mọi người xung quanh ai nấy đều bàng hoàng. Người trong nhà thì hoàng sợ, người ngoài thì được dịp bàn tán xôn xao. Họ không hiểu sao bà chủ của ngôi biệt thự xinh đẹp vốn rất đầy các và có tài kinh doanh tư lụa chứ danh một vùng. Tại sao lại chết một cách bất đắc kỳ tử như vậy? Đám tang của bà rất đông người tới dự trong đó có cả A à lù Anh Hòa và đám người đưa tang mà im lặng không nói một lời. Chỉ có đôi môi thi thoảng nhếch lên, ánh mắt lóe như là sao xa mỗi khi liếc nhìn về phía quan tài. Miệng lầm bầm một câu gì đó không rõ chữ, chỉ một mình anh hiểu anh lẩm bẩm trong miệng tất cả kế hoạch mới chỉ bắt đầu ba tháng sau a lủ lên đường đi đến chiết giang dừng chân tại một vùng quê hẻo lánh anh hỏi thăm đến một quán trọ ven đường và nghỉ tạm tôi đến khi chỉ còn lại một mình trong phòng anh lẩm bẩm trong miệng một vài câu chú thì bất chợt một bóng đèn hiện ra thưa chủ nhân ngài cho gọi tôi ngài muốn tôi làm gì hãy giúp ta diệt trừ nó đã đến lúc lão phải đền tội lúc này tại nhà của lão lương tốn mấy ngày nay lão không được khỏe cho nên hai thằng con của lão cũng từ thành phố trở về lão linh cảm thấy một điều gì đó không lành đang chờ đợi bất giác lão dùng mình khi nghĩ tới sự việc năm xưa khẽ đi lại bàn thờ lão thắp lên mấy nén hương rồi lầm nhầm khấn vái kiểm tra thì thấy mấy lá bùa vẫn được dán kỹ ở quanh nhà lão mới yên tâm trở vào Lão không biết được rằng từ ngoài cổng bên gốc cây to trước nhà có một bóng đen đang lầm lũi trong màn đêm, đưa đôi mắt đỏ như lửa, ánh lên những tia nhìn chết chóc hướng vào bên trong. Cuộc đấu sinh tử sắp sửa bắt đầu. Đang nằm tràn trọc trên giường, lão chợt giật mình khi nghe tiếng đổ vỡ ở ngoài phòng. Lão vội ra lão giật mình hoàng sợ, khi thấy lư hương trên bàn thờ chợt bốc cháy đùng đùng, bén sang cả bức ảnh thờ của vợ lão. Chạy vội đến dập lửa thì lư hương rơi ngay xuống đất vỡ tan. cộng lúc đó tiếng gió gào thét cuồng phong nổi lên làm cho cánh cửa của nhà lão giật lên liên hồi. Trong ánh chớp lão thấy tất cả những lá bùa được lão dán trên cửa đã bị bung ra, rơi là tả xuống đất. Hai cặp vợ chồng thằng con của lão và mấy đứa cháu rúng cả lại mà sợ hãi kêu lên. Bỗng một bóng đèn to lớn hiện lên cái bóng từ từ tiến lại chỗ lão mà không hề gây ra một tiếng động. Thằng thầy Pháp kia đã đến lúc mày phải đền tội, mau chết đi. Người thật to gan, kẻ nào lớn mật dám sai ngươi đến đây, ta sẽ đánh cho ngươi hồn phi phách tán vạn kiếp bất phục. Không đợi cho bóng đen nói tiếp, lão lương tốn vội đưa tay lên kết ấn chú, nhưng con quỷ kia đâu để cho lão thực hiện được ý định. Nó đưa tay túm đầu của lão rất một cái thật mạnh đầu của lão đã lìa khỏi cổ máu phọt ra như suối phụt tất cả lên sàn nhà và những người thân của lão trước khi thân người của lão đổ gục xuống con quỷ đã há mồm hút trọn linh hồn của lão nó cất lên một tràng cười man dở rồi quay sang phía mấy người kia lúc này đã kinh hồn bạt vế chân tay bùn rùn tóm lên một người gần nhất đó chính là thằng con trai đầu của lão thầy tà con quỷ há miệng thật to để lộ ra một hàm răng nhọn hoắt như răng cá sấu rồi ngoạm lấy đầu của thằng đó chỉ nghe phập một tiếng cái đầu của thằng con trai lão vương đã nằm gọn trong mồm của con quỷ những tiếng nhai rúp rúp rào ráo phát ra chỉ một lát thằng con của lão chỉ còn là một chiếc xác không đầu hất mạnh cái thân người ra con quỷ từ, từ từ tiến lại đám người kia cả đám sợ sệt muốn bỏ chạy nhưng mà chân tay nhũn ra không thể chạy nổi cứ như vậy mà từng người từng người nhà của lão Lương bị con quỷ giết sạch không còn một ai. Quang cảnh của nhà lão giờ như một bãi chiến trường, người chết nằm la liệt trong nhà, máu tanh chảy thành vũng vương vãi khắp nơi. Chẳng ai ngờ được lão phù thủy nức tiếng một thời, bây giờ chỉ còn là một thi thể không toàn vẹn. Cả nhà của lão cũng chịu chung số phận bởi nghiệp báo mà lão đã gây nên. Con quỷ ngài nhìn thấy đám thầy chất ngổn ngang trong nhà của lão vương thì cất lên một tràng cười màn dài. Tiếng cười cứ rội lên vắng óc như là vạn quỷ tề thanh. Nó lứt nhanh đến bên cái đầu của lão lương, rồi quắp lấy phút đi một cái biến mất như chưa từng xuất hiện. Mấy ngày sau, người dân quanh vùng cứ người thấy mùi xú ế nồng nặc, tỏa ra đi tìm thì họ thấy thứ mùi đó được phát ra từ nhà của lão lương. Họ rủ nhau kéo vào thì tất thầy đều hoảng sợ, chuồn mũi bịt miệng và nôn nòe. Họ đếm tất cả có 8 xác chết, nhưng hai cái xác không đầu đều đang phân hủy. Rồi bỏ từ những xác chết lồm ngồm đầy nhà, ai đó đều hoảng sợ rú lên. Sự việc được báo cho nhà chức trách, được khám nghiệm tử thi được điều động. Trong quá trình khám nghiệm họ hết sức cẩn thận, tỉ mỉ từng chi tiết, thu thập tin tức và khoanh vùng vụ án nhưng đều không tìm ra được manh mối khả nghi. Những cái chết quá rùng rợn khiến cả một vùng quê hẻo lánh yên bình lâu nay lại được dịp, lại được một dịp nháo nhào. Trẻ con đều được cấm tuyệt đối không được ra khỏi nhà vào ban đêm, mới sầm tối mà nhà nào cũng cửa đóng thèn cài. Họ sợ cũng đúng vì vùng này từ xưa đến nay đâu có bao giờ xảy ra sự việc rùng rợn đến thế. Nhà của lão lương chỉ trong một đêm mà tất cả trai gái già trẻ ba đời đều tắm máu chết sạch. Xưa nay họ đều biết lão là thầy phù thủy có tiếng. Lão đi chấn niệm trừ tà cho nhiều người mà lão đi suốt mấy khi ở nhà. Trong làng nhà nào có việc muốn nhờ lão cũng khó vì lão chỉ nhận những vụ lớn mà thôi. Cho nên nhà nào có việc liên quan đến quỷ sự không phải là nhà giàu mới có thể mời được. Ngày đầu lão làm được nhiều tiền lắm cho nên mới đầu tư mua nhà cửa cho các con lập nghiệp ở thành phố. Chỉ còn hai vợ chồng của lão vẫn bám trụ ở quê mấy năm trước bà thầy lang vợ của lão tự dưng chết bất đắc kỳ tử khi đang khỏe mạnh khiến cho dân làng hồi đó cũng lời ra tiếng vào đồn thổi lắm họ cho rằng lão làm nghề thầy pháp tạo nhiều ác nghiệp cho nên ma quỷ về lấy mạng của vợ lão nghề thì lại cho rằng nhà của lão lúc nào cũng đầy giấy âm binh ma quỷ đêm đêm chúng cứ lượn lờ quanh nhà hú hét cứ như vậy một đồn trăm trăm đồn nghìn họ cho rằng nhà của lão có quỷ Cả nhà của lão bị giết là do quỷ lấy mạng, chứ người thường làm sao làm được những việc kinh khủng như vậy, mà lại chẳng nghe thấy tiếng kêu gì cả. Từ hôm đó, mấy ông hình cảnh cũng cho người đến phong tỏa và rào luôn nhà lão lại. Nhà lão trở thành nhà hoang không ai dám bén mạng. Lại nói về bóng ma đêm nọ, sau khi giết sạch nhà lão vương, nó bay vút về một gò hoang phía cuối thôn, nơi đã có một bóng người chờ sẵn nên đến gần nó quăng mạnh cái đầu lâu của lão lương xuống bên cạnh người đó rồi cất tiếng giọng nói âm u nghe mà rợn cả tóc gáy thưa chủ nhân ta đã làm xong việc mà chủ nhân sai phái còn cái này ngài định xử lý ra sao ta muốn tế cái đầu của lão cho linh hồn của bá ta đó chính là a lù người đã cất công sang tận quê hương của gã thầy tàu để bắt gã về đền tội anh nhìn vào cái đầu lâu với gương mặt chất chứa căm hờn lòng trào dâng một nỗi uất nghẹn anh vẫn còn chưa hoàn thành hết tâm nguyện anh muốn giết sạch không chờ buồn ai trong dòng họ vương độc ác quỷ quyệt không chỉ để trả thù cho bá xấu số của mình mà còn muốn trả thù cho những người phu đào hầm năm xưa tất cả những tội ác của bọn chúng đều được mẹ quanh kể lại rành rọt thi thoảng những giấc mơ anh cũng thấy hồn ma của những người thợ hiện về họ đã nói hết kể hết cho anh nghe về những cái chết oan khuất của mình Họ muốn anh trả thù cho họ, giúp họ đòi lại công bằng, há anh lại ngoài mặt làm ngơ. Đem ra một bó hương cùng một ít đồ lễ anh thầm khấn phát linh hồn bá của mình. Có linh thiêng thì trở về chứng kiến, cảnh lão thầy độc ác bị anh trừng trị thích đáng. Còn lại những kẻ kia vào một ngày không xa, anh sẽ bắt chúng phải đền mạng vì những gì cha ông của chúng đã làm trước đây. Một cơn gió nhẹ thoảng đến, anh nghe như là có tiếng gió thì thầm, Tiếng của ai đó từ xa xăm vọng lại. Có lẽ linh hồn của bác anh đang hiện hữu rất gần. Chắc bà cũng đã nhìn thấy việc làm hiếu nghĩa của anh mà ngậm cười nơi chín suối. khấn vai xong thì anh ra lệnh cho con quỷ sách đầu của gã thầy tàu đang vất đi một nơi thật xa. Linh hồn của lão đã bị con quỷ cắn nốt. Lão không còn cơ hội đầu thai. Con quỷ tuân lệnh cầm cái đầu của lão vương rồi mang đến một khúc sông và quăng đi thật mạnh một phần không toàn vẹn này của gã sẽ mãi mãi nằm dưới dòng sông mặc cho cá rỉa, mặc cho cua bò. Thật là đáng đời cho một kẻ gây nên ác nghiệp trời đất không dung. Bà Thắng rồi kể từ ngày mẹ mất, Tiểu Cần cũng không thêm mặt của A Lũ. Lúc trước khi rời đi cô chỉ nghe anh nói phải về Việt Nam gấp vì nhà có việc. Buồn vì mẹ mới mất mà lại không có người động viên an ủi cho nên cô lại càng cảm thấy buồn gấp bội. Mấy ngày nay công việc của công ty lại gặp chắc trở cho nên Vương Toàn anh của cô rất bực tức. Liên tục gặp đối thủ chơi xấu sau lưng. Nhiều hợp đồng bị hủy khiến Vương Toàn chán nản đến không muốn trở về nhà. Anh cứ la cà vào mấy quán ba uống rượu với mấy em chân dài. Điều này trước nay anh không bao giờ làm. Choành choàng bước ra xe để về nhà thì anh chợt thấy trước mặt của mình là một đám người. Tất cả mặt mũi người ngợm đều đen xì cứ như mới chui ra từ trong lò than vậy. Họ cứ lừ lừ tiến về phía của anh, trên tay mỗi người đều vác theo một cái cuốc. Lạ lùng sen lẫn hoàng hốt anh bước lùi lại phía sau nhưng họ vẫn tiến đến. Anh á úp mặt vào trong xe, anh thấy mình trao đảo bồng bềnh như lạc vào một nơi nào đó. Một người trong bọn liền áp sát vào mặt của anh, ngước đôi mắt lạc thần lên nhìn anh như chết sững. Vì người đó khuôn mặt chỉ còn trơ xương, quay hàm bệnh ra, hàm răng trắng ngợn nhe ra ngoạm chặt lấy cổ của anh mấy người kia thi nhau mỗi người một chân một tay mà đôi kéo ghì chặt lấy anh khiến anh không thở nổi rú lên một tiếng kinh hãi chợt có người đập mạnh vào vai của anh gọi này cậu thanh niên sao lại nằm ở đây không sợ kẻ trộm hay là ngộ nhỡ chúng gió chết thì sao ủa bác là ai tôi đang ở đâu thế này cậu đang ở trước quán ba hồng lâu mộng tôi để ý cậu từ đó đi ra và dừng lại ở đây lâu lắm thế là tôi mới bước tới thì thấy cậu đang xỉu ở trên xe may là gặp tôi đấy dạ cảm ơn bác mà này cậu có tỉnh để về được không dạ tôi về được bác đừng bận tâm tôi thấy không biết có nên nói ra không nhưng mà thấy trên người của cậu vướng nhiều âm khí lắm cậu nên cẩn thận lời nói của ông lão làm cho anh tỉnh hẳn nhìn chiếc ngó sau không thích gì khả nghi anh liền lái xe trở về nhà tại bản mây vào một đêm trăng thanh Đêm nay là rằm tháng 7 ngày quỷ tiết. Mới sầm tối nhưng nhà nào trong bàn cũng cửa đóng then cài im lìm. Họ quan niệm rằng ngày này là ngày mà cửa môn quan mở cửa. Các linh hồn dưới cõi âm được phép trở về dương gian. Cho nên ban đêm là lúc âm khí thịnh nhất. Nếu người nào đi lại vào lúc đó chả may bị ma quỷ nhìn thấy, nó sẽ bắt mất hồn. Nhẹ thì thành thần kinh ngớ ngẩn, nặng thì toi mạng như chơi, Vậy nên thắp nhàng cúng dằm xong nhà nào nhà nấy lại chui vào trong nhà. Trẻ con nếu bóng vía còn được đeo vòng gỗ dâu hay đúc tỏi trong người để cho ma quỷ không quấy phá được. Ở ngoài kia ánh trăng tranh trách đã chiếu qua ngọn tre. Phía dìa làng cạnh cây giếng cổ, cây gạo cổ thụ vẫn đứng im như thế, tỏa bóng mát xuống mặt đất. Ánh trăng bằng bạc càng thêm huyền bí vô cùng, cái cây tưởng như vô chi vô giác kia nhưng lại là nhân chứng sống chứng kiến bảo cây chết đã bỏ mạng vì lòng dạ độc ác của con người. Và đêm này nó sẽ được chứng kiến thêm một lần nữa màn mưa máu gió tanh phủ xuống nơi này. Một đám người mặc đồ mãn thanh đang lặng lẽ quan sát mắt của ai cũng ánh lên những tia nhìn gian xào hiểm độc như là rắn mang giữa màn đêm âm u. Đi đầu là một lão già lớn tuổi, lão có một đôi mắt cú vọ một chòm râu xoăn tít bên khóe miệng vểnh lên nhìn đến là đều dáng người nhỏ thó nhanh nhẹn và luôn khoát tay ra dấu cho những đám người kia thì ai cũng đoán được lão là thủ lĩnh của bọn này chúng đến đây để làm gì chứ nhìn mặt mũi của tên nào cũng lấm lem như là chuột chuỗi mắt thì lão liên đảo như là giang lạc đang đi chợt lão già quay lại bảo đến nơi rồi đứng lại đã chỗ này đúng không thầy đúng Trước tao đã theo dõi rất kỹ cho nên mới biết nhà họ vương chôn của ở trong ngọn núi này. Nhưng mà làm sao để phát hiện ra nơi nào chôn của ngọn núi này lớn vậy? Mày ngu lắm, tao đã dình kỹ từ ngày đó. Mấy chục năm nay lúc nào cũng nghĩ đến đống của cải này. Lão lưng tốn chính là sư bá của ta. Vì không nghe lời của ta cho nên đã phạm sai lầm mới bị đuổi khỏi sư môn. Việc lão sang đây phù trợ cho họ vương đào hầm chôn của ta cũng biết. Nhưng mà ngày đó vương ra rất mạnh ta không dám đụng tới. Vậy ông thầy đó đâu rồi? Lão chết mấy tháng rồi, nghe đâu bị ngài ếm chết cả nhà. Vậy ta mới có cơ hội chứ. Nói rồi, lão từ từ lôi trong người ra một cái bản đồ da dê thứ mà lão còn quý hơn cả báu vật. Bà đèn lên. Ánh đèn pin vừa được bật lên thì cũng là lúc cả bọn ồ lên kinh ngạc khi thấy toàn bộ sơ đồ bố trí khu hầm mộ đã hiện ra. Có phải nói thêm về lão già này, lão tên là Chu Công, lão vốn cùng theo học đạo pháp với thầy lương tốn kia vậy vế lão phải gọi thầy lương tốn là sư bá vốn là một người nham hiểm cho nên lão học đạo pháp chính tông thì ít mà toàn tu tà thì nhiều thế lão lương chỉ là mỗi công việc trừ tà chấn niệm mà lại giàu có và mua được cả nhà ở thành phố cho hai đứa con thế lão tò mò lắm nhiều lần lão cũng dò hỏi nhưng mà lão thầy lương kia không nói vậy nên chu công mới sắp tâm tìm hiểu và biết được lão chuyên môn đi chấn trạch yểm mộ tìm long mạch cho các nhà lắm tiền nhiều của cho nên mới giàu có như vậy và không phổ công nhiều lần theo dõi chư công đã phát hiện ra lão thầy lương sang việt nam để giúp cho nhà họ vương chôn của sau chuỗi ngày ăn bờ ngủ bụi lão cũng lần ra được địa điểm mà họ vương sai đám thợ đào hầm nhưng mà ngày đó lão không có cách nào để lần ra chính xác khu hầm mộ và cách thức thâm nhập thật may cho lão mấy chục năm sau trong lúc bí mật theo chân đám thân tín của vương tam lão mới biết chính xác nơi hợp mộ tọa lạc và chính cái đêm mà bọn người vương tam vong mạng ở nơi này lão cũng là người chứng kiến tất cả trong lúc núp trong bụi cây lão thấy thần giữ của đã ra tay sát hại vương tam khi cô ta nắm lấy thân người của lão quay mạnh thì một vật từ trong tay của vương bay ra xa tình cờ cái vật ấy rơi ngay xuống bên cạnh chỗ của lão nấp sau màn mưa máu gió tanh qua đi thì bóng dáng của thần dữ của không còn hiện hữu. Lão mới len lén ra khỏi chỗ nấp và chụp nhanh lấy cái thứ đó. Trời giúp ta thật rồi. Lúc đó lão mừng như là muốn chết đi sống lại. Cuối cùng thì tấm bản đồ kho báu hữu duyên lại nằm trong tay của lão. Không trần trừ lâu, lão thúc giục đám đệ tử chuẩn bị cuốc sàng để sẵn sàng cho việc khai quật. Ta dặn trước khi vào bên trong tất cả không được động lung tung nhất là phải nghe lệnh của ta, không cẩn thận là mất mạng như chơi đấy. Cả đám người từ từ tiến về khu hầm mộ, cả bọn bắt đầu ra sức đào bới. Sự hứng khởi hiện rõ trên khuôn mặt, tên nào tên nấy khí thế lắm, vì chúng nghe lão chu công nói vàng bạc trong đó rất nhiều. Xong xuôi lão sẽ lấy một nửa, số còn lại chia đều cho từng tên. Thế thì cả mấy đời nhà chúng ăn cũng không hết, đã bới được một hồi thì cửa hầm cũng đã lộ ra. Lúc này những tiếng u u vọng lên như là tiếng vọng của địa ngục. Làm cho cả bọn bỗng thấy dờn rợn. Không ai bảo ai chúng đều rúm vào một chỗ. Đẩy một tên lên đi đoạn đầu chúng mò mẫm tiến vào bên trong. Nhưng đang chui vào thì một tên rú lê mồm miệng há hốc. Máu mồm máu mũi ọc ra rồi đổ vật xuống. Hắn chỉ kìm dẫy lên một vài cái rồi chết hẳn. Từ bên trong một luồng khí độc bay ra, nó khiến cho cả bọn trắng váng, xây sầm mặt mày, thở không nổi mà ho rũ ra. Cái tên yếu còn ộc cả máu mồm máu mũi nữa. Thế vậy lão chu liền quát, lấy khăn ướt bịt mũi lại, tất cả nằm xuống, cẩn thận không được chạm vào vách hầm, chúng đều có độc cả đấy. Bóng có một bóng người hiện ra đó là một thân ảnh chỉ mới nhìn chúng cũng đoán được đó là ai cái bóng thoát một cái đưa tay tóm một tên trong bọn mà cất tiếng cười the thế như là vỡ cả mạng nhĩ. Chúng bay thật là lớn mật dám cả gan dẫn sắc đến đây. Vậy thì mau nộp mạng đi đừng mong trở ra. Lão chu rút ngay ra một lá bùa nhanh tay dán vào thân ảnh mở niệm chú. Nhưng cái bóng không hề sợ hãi. Nó đưa tay lên xé toạc lá phù rồi tóm lấy một tên sách lên và ném một cái thật mạnh cả thân hình dính chặt vào vách hầm xương lẫn kêu lên răng rắc chưa hết bóng ma tiếp tục đưa tay lên vỗ mạnh trong nháy mắt toàn bộ cửa hầm đứng đằng sau lưng đã bị bịt kín đất đá tuôn xuống ảo ạt không thấy được lối ra tất cả chúng mày sẽ bị chôn vùi ở nơi đây vĩnh viễn đừng mong kẻ nào thoát ra được đi chết đi lại có một tiếng vỗ thật mạnh nữa cả căn hầm đổ sụp xuống chôn theo toàn bộ đám người ở bên trong Vẳng sâu trong đó là những tiếng kêu khóc than yếu ớt vọng ra những tiếng thiết nhỏ dần nhỏ dần rồi chìm vào khoảng không tĩnh lặng bí mật về khu hầm mộ của nhà họ vương lại một lần nữa bị chôn vùi chẳng ai biết được rằng mới đây thôi chỗ này vừa chôn thây thêm mấy nhân mạng nữa pao đã thực sự nổi giận cô lấy hết mạng bất cứ kẻ nào dám mạo phạm đến nơi đây Lệ Nguyên 100 năm liệu có còn ai trong nhà của họ vương sống sót để đến nơi này. Đêm đó trong bản cho cắn kinh lắm, những con chó cứ gióng giả hướng người về phía chân núi mà sủa lên inh ỏi. Người làng sợ lắm không lẽ lại có biến cố gì xảy ra. Nhưng cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì tuyệt nhiên cũng chả ai dám ra khỏi nhà vào lúc này. Họ sợ thực sự khi mà nghĩ đến những kẻ đã bỏ mạng để lại những cái xác không toàn thây tại nơi này khi mà căn hầm trong núi đổ sập nó kéo theo một tiếng động lớn làm thoát tim những người yếu bóng vế họ nghĩ thần linh đã nổi giận ai cũng nằm im trong nhà run lên những con chó lúc này lại được dịp sủa lên dâm gian bên gốc gạo cuối thôn tiếng quả kêu không đất cái giếng cổ vẫn hiện hữu ở nơi đây như một minh chứng cho tội ác của đám người nhà vương phủ lại nói đến a lù sau khi giết chết lão thầy lương và cả gia đình của lão anh thấy lòng của mình nhẹ hẳn đi. Vậy là hầu hết những kẻ ra tay sát hại bá của anh và những người phu mộ tội nghiệp đều đã phải đền mạng. Chỉ còn lại hai kẻ hậu nhân của vương gia nữa mà thôi. Sức mạnh của anh sắp sửa hoàn thành. Anh muốn nhanh chóng kết thúc mọi thứ để trở về quê hương, về với bá mế, về với bản làng và những người thân thuộc của mình. Sau khi chứng kiến cái chết của con gái, trước đó là con rể của ông bà hứa sùng trinh đau đớn lắm, ông bà tuổi đã già lại sinh ra chỉ có một mình hứa tiểu lan sản nghiệp cũng vì thế mà giao cho bà quản lý ông bà hứa chỉ vui thú điển viên trong một trang trại nhỏ ở vùng tứ xuyên nhưng thì những biến cố luôn xảy ra với nhà họ vương và trước đó gia tộc họ vương đều bị giết sạch ở nơi đất khách quê người làm cho ông bà lo lắng lo cho an nguy của hai đứa cháu cho nên ông bàn với bà phải đi tìm thầy giỏi để trấn trạch lại và bảo vệ tính mạng cho cháu của mình. Nếu không, ông sợ chúng sẽ gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Mấy ngày sau, ông bà cũng tìm được một thầy pháp giỏi. Ông thầy được đưa ngay đến nhà của hai anh em họ Vương. Lúc này, Vương Toàn vẫn còn đang ngủ say sau một chuỗi ngày chìm đắm trong men say vì chán nản. Tiểu cần thì cũng tiểu tụy lắm. Ba mẹ thì chết cả, anh cô thì thế này thử hỏi sao không buồn cho được. Thế ông bà ngoại đến thì cô mừng lắm, ra mở cửa cho ông bà nhưng lại thấy có thêm một người khách lạ. Cô chân chối đứng nhìn thì bà ngoại đã vỗ nhẹ vào vai của cô. Cháu gái ngoan và trong nhà trông bà nói chuyện. Lúc đó ông bà mới giới thiệu ông thầy Pháp với ý định của mình cho tiểu cần hay. Mừng quá cô vội ngay vương toàn dậy. Nếu ông thầy này giúp được nhà cô thì cô sẽ được yên ổn. Hai anh em không phải lo sợ một thiết lực vô hình nào nữa sau một hồi bấm quẻ thì ông thầy pháp mới quay sang hắng giọng rồi nói ta nhìn thấy có một vong chết oan trong ngôi nhà này người đó đang hiện diện ở đây mọi người nghe vậy thì đều thấy sợ hãi mà đưa mắt nhìn giáo giác xung quanh ông thầy liền nói các ngươi không thể nhìn thấy được linh hồn đó ngoài trừ những người có giác quan đặc biệt và đưa mắt âm dương mới có thể thấy nhưng mà ta sẽ giúp mọi người liên hệ được với linh hồn ấy mọi người có thể nói chuyện được với bà ta thông qua cô bé này đoạn chỉ tay qua tiểu cần bà ta đứng bên cạnh cô đó đúng rồi tất là con gái tôi mong thầy chỉ đường vẽ lối cho gia chủ được gặp mặt lúc này ông thầy liền bảo người nhà ghi tên tuổi ngày sinh bát tự và ngày mất của bà tiểu lan vào một tờ giấy màu vàng sắp xếp đầy đủ giấy tiền vàng bạc và hương hoa nải quả đã được ông bà hứa chuẩn bị sẵn rồi phủ lên đầu của tiểu cần một miếng vải đỏ đoàn ông đốt lên mấy nén nhang cầm tờ giấy ghi tên tuổi của bà tiểu lan Hơ hơ xung quanh người của tiểu cần miệng lầm rầm khấn vái một lát sau người của tiểu cần bắt đầu lắc lư quay tròn miệng phát ra những tiếng khóc thút thít bà mẹ con là tiểu lan đây con chết mà chưa được siêu thoát việc kinh nghiệp gia đình nhà chồng gây ra con không làm gì cả mà bị chết đau đớn thế này con khổ lắm ba mẹ hãy cứu lấy các cháu đừng để cho họ bắt đi mẹ ơi kẻ nào giết mẹ mẹ nói đi có sẽ trả thù còn không làm được gì đâu họ mạnh lắm nhà thầy giải cho họ quay lại báo thù mười mấy mạng người hiện về đòi mạng còn nữa thần dữ của sợ lắm nói đến đây thì bà bật khóc thân hình của tiểu cần lắc lư rồi ngã vật ra bà ấy xuất rồi đấy khổ cái nghiệp nhà này nặng quá oán khí chất trầm các thế lực ma quỷ thi nhau xuất hiện không những vậy tôi còn nhận thấy có một sự hiện diện của cổ thuật e là khó giải. Mong thầy ra tay cứu giúp, gia đình chúng con chỉ biết trông cậy vào thầy. Ông thầy mới đam chiêu một hồi rồi đi vòng quanh nhà, đoàn ông mời vật trong và đi về phía bàn thờ, xăm xoay chốc lát. Ông liền nhắc cái lư hương ra. Trước mặt gia chủ ông đổ cái lư hương xuống, tức từ hiện ra một lá bùa với những ký tự ngoằn ngoèo được gấp nhỏ cẩn thận bên trong. Lắc đầu ông nói, Người yểm lá bùa này muốn cho gia chủ tán ra bại sản tiêu tan sự nghiệp, hận thù quá sâu oán khí này bao giờ mới hết. Ông lặng lẽ cầm lá bùa lên đốt vào miệng niệm khẩu quyết. Bên này A Lộ tự nhiên thấy mặt mũi nóng gian, miệng phun ra một búng máu, biết là có người đang làm phép và lá bùa của anh để lén trong lư hương nhà tiểu cần đã bị phá. Anh mới làm phép gọi cổ, không thể chần chừ được nữa, phải nhanh chóng để kết thúc chuyện này mà thôi. Mấy ngày sau A Lù đã có mặt tại nhà của Vương Tiểu Cần Nhìn thấy gương mặt của cô Tiểu Tùy thấy rõ Chỉ có mấy tháng không gặp mà sắc diện của Tiểu Cần đã thay đổi đến thế này Tiểu Cần nhìn thấy anh thì mừng dữ lắm Nhưng nụ cười trên môi của cô chợt tắt Khi thấy có tiếng đồ vật rơi vỡ ở trong nhà Vội vã chạy vào cô hoàng sợ khi nhìn thấy Vương Toàn đang đập phá đồ đạc trong phòng Đôi mắt của anh lạc thần nhìn như một người mất hồn không còn sinh khí anh không còn nhận ra cô khẽ đưa đôi mắt ngây dại chỉ vào A Lộ cười lên để điên dại. A Lộ cũng không thể ngờ được rằng Vương Toàn thành ra như vậy, anh thực sự mất trí ngây ngô như một đứa trẻ lên ba. Anh ấy bị thế này lâu chưa tiểu cần. Hai ngày hôm nay rồi anh à, em định hôm nay đưa anh ấy vào viện khám mà dối quá, anh ấy chẳng còn nhận ra em. Thế là A Lộ cùng với tiểu cần đưa Vương Toàn vào trong viện khám, ở đây bác sĩ chẩn đoán anh bị mắc chứng bệnh tâm thần hoang tưởng và đề nghị nhập viện. Kể từ hôm anh trai nhập viện thì tiêu Cần phải xin nghỉ học để chăm anh. A lù cũng tức trực bên cô. Nhìn thấy Vương Toàn ngày nào cũng ra khuôn viên của bệnh viện bắt chuồn chuồn, lòng chắc ẩn trong anh lại trỗi dậy. Mới đây anh còn nung nấu ý định trả thù, từng muốn nhà họ Vương tuyệt diệt. Vậy mà bây giờ chuyện nhân cuối cùng của họ giờ sống giờ chết thế này anh lại không nỡ xuống tay anh không nỡ làm cho dòng họ ấy tuyệt tự không một người truyền thừa mặc dù họ quá là độc ác họ đã từng nhẫn tâm lấy bao nhiêu mạng người ai sẽ là người đền tội cho những người chết oan nhưng bảo anh tha thứ cho anh ta và người con gái trước mặt anh lại cảm thấy mình chưa giữ đúng lời hứa với những vong hồn uổng mạng kia tâm can của anh rằng xé anh phải làm gì đây trong phòng bệnh cách ly tiếng của vương toàn lại la hết không ngừng anh ta bị nhốt riêng vào một phòng để tránh làm tổn thương đến các bệnh nhân khác. Vì mấy sáng nay anh đã cắn một bệnh nhân và rượt đuổi các bệnh nhân cùng phòng. Giờ nhìn anh giống như một con vật hung dữ mang thân thể của con người. Tiểu Cần cứ như vậy khóc sướt mướt vì thương anh. Trong sâu thẳm tâm hồn cô chỉ biết là đời ông nội cô đã gây nên tội ác quá lớn. Cho nên có thể bị báo oán cho nên anh cô chỉ là nạn nhân. Cái chết của mẹ cô chính là một minh chứng cho sự trả thù còn hiện hữu. Cô không biết người ra tay là ai, cô cũng không biết hóa giải nguồn cơn bằng cách nào. Cô muốn được đem tính mạng của mình ra đánh đổi để xóa tan đi hận thù trong đầu con cháu những nạn nhân năm xưa. Nhưng mà liệu ai có thể giúp cô làm điều đó? Biển người mênh mông biết tìm họ ở nơi nào. Hôm nay A Lũ đến viện thăm Vương Toàn với một tâm trạng khắc hẳn. Anh mua rất nhiều đồ ăn cho hai anh em Đợi cho Tiểu Cần và Vương Toàn ăn xong anh kéo cô ra một chỗ rồi nói. Hôm nay anh sẽ kể cho em nghe một câu chuyện em có muốn nghe không? Tiểu Cần ngước mắt lên chờ đợi. Kinh như vậy câu chuyện năm xưa được an đủ kể ra một cách cụ thể. rành giọt không thiếu một chi tiết nào. Anh kể đến đâu Tiểu Cần chết sững đến đó. Cô run rẩy rồi ngồi xuống bậc thềm bệnh viện. Miệng ú ớ không nói được câu nào tất cả sự việc năm xưa như một thước phim quay chậm trở ra trước mắt cô từng hình ảnh lại dần dần tái hiện rõ buồn một thì ra nguồn cơn của những biến cố trong vương phủ lại bắt nguồn từ chính ông nội của cô bao nhiêu mạng người đã chết dưới bàn tay của vương gia bao nhiêu oan hồn vất vưởng không được siêu thoát và những người đang ngồi đây người đang kể lại cho cô nghe chuyện này chính là thế hệ sau của họ anh chính là cháu trai của thần dữ của Đau đớn làm sao khi cô lại biết được sự thật này từ chính người muốn báo thù kể lại. Nhưng anh thật cao thượng. Khi kể câu chuyện này anh đã tự nguyện buông bỏ, anh đã vứt bỏ thù hận, không muốn tuyệt đường sống của anh em cô. Alo lộ sau nhiều đêm suy nghĩ cuối cùng anh đã quyết định không báo thù nữa. Anh nghĩ cứ oan oan từng báo mãi thế này bao giờ mới chấm dứt. Nhà họ Vương đã phải trả giá quá đắt cho hành động của mình. Lão thầy tàu là người đã làm nên một trời mưa máu gió tanh cũng phải đền tội. Anh không muốn tạo thêm nghiệp nữa. Anh phát nguyện là sau khi vương toàn khỏi bệnh anh sẽ trở lại Việt Nam, ẩn tu tại một ngôi chùa nào đó để tâm hồn được thanh tịnh, buông bỏ hồng trần nương tựa nơi cửa Phật. Thế qua anh cũng đã quyết định phong ấn lại cổ trùng, dán lên miệng hũ một lá bùa rồi đào một cây hố thật sâu và chôn xuống. Thế cổ độc hại người này sẽ không bao giờ được anh dùng đến khi thổ lộ được tất thảy những điều sâu kín với tiểu cần anh cảm thấy nhẹ hẳn đi ba tháng sau trên một chuyến tàu xuyên biên giới người ta thấy có một đôi nam nữ ngồi cạnh nhau mắt của họ đều hướng về một nơi xa xăm đó chính là a lù và tiểu cần sau khi vương toàn bệnh tình đã đỡ thì cô đã năn nỉ a lù cho mình được theo về việt nam đến đúng nơi mà bá của anh đang bị yểm trong ngọn núi nọ. Alo đã đồng ý để Tiểu Cần thực hiện được tâm nguyện của mình. Cô đã cho lập nên một ngôi miếu nhỏ để thờ phụng nàng Pao ở đó. Cô muốn thay mặt tổ tiên của mình chuộc lại một phần tội lỗi với Pao bằng tất cả lòng thành tâm của mình. Cô cũng cho xây lại một ngôi mộ tập thể cho những người phu mộ bị thiêu chết ngày xưa. Tuy xương cốt của họ đã tan vào trong đất, ngôi mộ chỉ là một mộ gió, nhưng mà cô muốn an ủi linh hồn của họ, có một chỗ cho họ đi về. Từ đó cạnh hẻm núi có một ngôi miếu rất linh thiêng. Ngôi miếu ấy vẫn được người dân trong vùng gọi là miếu cô tiên. Vào những ngày rằm mùng một hàng tháng, người dân trong bản vẫn mang trái cây và hương đến đến thờ cúng. Và họ không quên mang hoa quả đến thắp nhang cho ngôi mộ tập thể kia. Đêm đêm họ vẫn nghe tiếng gió vi vu vọng về, nhưng không còn thêm ma quỷ hay bất cứ thứ gì gây sợ hiện về dọa người nữa. Thì thoảng dưới bóng trăng huyền ảo, đám trẻ con vẫn kháo nhau rằng Chúng thường xuyên tìm bóng của cô tiên mặc váy đỏ chấp chới hiện ra. Miệng của cô mỉm cười sau đó từ từ tan biến vào ánh trăng. Cái giếng cổ lại đầy âm ấp nước và trong vắt như lở gương soi. Cứ vào giữa tuần trăng bóng cây gạo rủ xuống nghiêng bình soi bóng. Làng quê ngày ấy đã yên bình trở lại sau nhiều biến cố thăng trầm. Thì thoảng người ta lại thấy một cô gái đẹp từ nơi xa đến mang theo thật nhiều hoa trái cô lần lượt đến thắp hương trong miếu và chỗ ngôi mộ rồi rời đi. Người ta bảo thì cô thường đến một ngôi chùa cách đó không xa để lễ Phật và đảm đạo với vị sư thầy về Phật Pháp và nhân tình thế thái. Ánh mắt của cô thật thiện, đôi lúc cô chợt hướng mắt về một nơi xa xôi nào đó, rồi thư thái mỉm cười. Không ai biết cô gái nhỏ bé này lại hoàn thành sứ mệnh lớn lao và hóa giải được hận thù cho cả một gia tộc và A Lũ sau khi hoàn thành công việc của mình anh trở về với nơi ở của thầy trước kia. Anh muốn đón thầy về ở cùng với bá mế của anh để người được phụng dưỡng nhưng có lẽ số phận là một lần nữa thử thách anh. Người quanh vùng kể lại là vào một đêm trời trở gió trong tiếng sấm chớp đùng đoàn người ta có nghe thấy tiếng kêu như vọng về từ nơi xa thẳm. Sáng hôm sau người đi rừng phát hiện ra ông thầy đã chết cứng ở trên giường. Không biết một thế lực nào đã ra tay hay là chính ông tự kết liễu cuộc đời của mình để giảm đi phần nào sát nghiệp cho người đệ tử. Lê lấy bước đến bên mộ anh phủ phục xuống mà tí lại người thầy đã bất chấp cả tính mạng mà truyền dạy bí kíp ngàn đời. Cả những cấm thuật cho anh nữa. Một người không máu mù ruột già để bản thân chỉ còn lại một nắm xương tàn bên nấm mộ lạnh lẽo. Nước mắt của anh tuôn rơi, anh khấn nguyện với thầy sẽ thành tâm hướng thiện, phất bỏ tạp niệm để bước vào cõi chân tu, anh sẽ ngày đêm sám hối và cầu cho linh hồn của thầy sớm được siêu sinh tịnh độ. Có chân của anh lại nhẹ nhàng nâng bước, bên kia ngôi biệt thự của vương gia vẫn